này, hệ thống lọc của mình mỗi năm vệ sinh lần. Bên đây quay video, bên đây nước xuống nó trơn, bên đây động này thấy không, động rất là dơ luôn. Còn bình thường từ co này xuống hai cái bông lọc, mình chỉ giặt cái bông lọc với thay nước thôi, chứ không có đụng gì tới cái hệ thống lọc nữa. Đây một năm mà bữa nay cuối năm quay lại mấy bạn nè, nước rất là trong nha. Cái này là 3 tháng rồi mình chưa có đụng gì hết, chưa chỉ chăm nước thôi đó, chứ không có hút 80% luôn. Chứ này 3 tháng rồi mình chỉ chăm nước thôi, chăm nước vô thôi. Chắc là nước rất là đảm bảo rồi, cái này có rồi.